Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Bí Kíp Vàng. Sau bao nhiêu số của Bí Kíp Vàng thì hôm nay tôi cảm thấy là thoải mái nhất, bởi vì finally cuối cùng thì tôi cũng đã có một chiếc ghế để có thể ngồi trên sân khấu của Bí Kíp Vàng rồi ạ. Dạ, đừng ngửa quá là bật ngửa nha anh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2. Vòng 2 của chúng ta sẽ có 3 câu hỏi luôn dưới dạng A, B, C. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Dạ hiểu ạ. Mỗi đáp án chính xác chúng ta sẽ có 2.000 điểm. Các bạn có hiểu chưa ạ? Anh ơi, anh quay một vòng nữa. Anh xỉu là tụi em lên giận nha. Cái luật em hiểu rồi, em chơi nhiều lần rồi. Nhưng mà cái hành động xoay xoay đó em chưa hiểu. Hành động đó là mắc color thôi. À là màu. À là màu đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của vòng 2. Vòng 1 của vòng 2. Vòng 1 của vòng 2. Xin lỗi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1 của vòng 2. Anh biết sao mình lộn không? Tại sao vòng vòng á. Câu hỏi đầu tiên: đâu là tư thế ngồi đúng chuẩn của nhân viên văn phòng giúp hạn chế các bệnh về xương khớp? A, chân rộng bằng vai, lưng nghiêng về phía trước 30 độ. 30 độ là vậy luôn à. B, chân duỗi thẳng, lưng tựa vào ghế. C, chân vuông góc, lưng thẳng. Cả hai đội đều trả lời là C. Tại sao C ạ? Ôi, anh ơi, em cảm giác như anh đi không được chứ không phải là có cái ghế để ngồi ạ. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tận hưởng như vậy. Đó, mai mốt dẫn MC có người đẩy luôn vậy nè. Đó, vậy đó, vậy đó. Đó, vậy đó. Đẩy anh vô đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, đổi bên này. Dương Lâm và Tuyền Tăng, các bạn tại sao các bạn lại chọn xe ạ? Hỏi bên đây chỗ kia luôn mà. Bên đây trả lời luôn. Tại đẩy tôi qua bên kia tôi tưởng là hả? Bên đây đã xong rồi. Trời các bạn tại sao lại chọn xe? Tại vì em nghĩ đi học hay đi làm gì thì chúng ta cũng cần phải ngồi thẳng lưng, lưng thẳng và vuông góc, chỉ chân vuông góc. Thôi, anh làm em rối nhức đầu. Bà bị Tuyền Đình lay à? Em không biết nói giờ anh đi xích ra đi để lay em. Còn các bạn? À, thì cái này nó quá dễ đi. Cái câu trả lời nó rõ mồn một rồi. Ví dụ như nếu hỏi mà ngồi nào thoải mái nhất là câu B, duỗi chặn thẳng chân rồi lưng tựa vào ghế. Nhưng mà câu đúng là phải là C, chân vuông góc, lưng thẳng à. Và đáp án chính xác của chúng ta là C, là đáp án chính xác à. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 2 nhé. Trước khi đến với câu 2, tôi sẽ hô biến cái chỗ này biến mất à. Thôi đừng đừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Hoàn thành câu thành ngữ nói về nghề nông sau đây: chuồng gà hướng đông, cái 3 chấm chẳng còn. A, lông. B, lòng. C, móng. Xin mời đáp án. Tôi thấy bạn nhảy rất là nhiều về đáp án này. Tại sao bạn lại chọn cái lòng à? Thì nó cũng dần dần mà, chuồng gà hướng đông thì cái lòng chẳng còn. Nó dần dần lắm, chọn thôi. Còn em thấy là chuồng gà hướng đông thì cái lông chẳng còn thì nó đúng. Tại sao ạ? Âm sắc á, chuồng gà là hai cái âm quyền. Hướng đông âm lên với lại âm ngang. Cái là âm phải âm lên và lông phải âm ngang. Cái lông chẳng còn thì nó sẽ hợp hơn ạ. Cái lòng cái lông chẳng còn. Đội nào sẽ chính xác hơn đây? Và đáp án của chúng ta là cái lông chẳng còn à. Đáp án hai là đáp án chính xác. Tại sao vậy ạ? Thật ra là do yếu tố địa lý của nước Việt Nam nên hướng đông là hướng đón gió mạnh nhất. Do đó nếu làm chuồng gà theo hướng đông, gà của bạn không những không đẹp mã mà còn rất dễ bị mắc bệnh. Wow, hay quá. Gió đông về đúng không? Chiều nay gió đông về. Đúng rồi, chiều nay gió đông về á. Đừng nhớ gì Cẩm Ly, gió bất về. Sắc sơ. Sắc sơ nhưng bụi lông gà. Hay quá à. Không biết rằng là hồi đó bạn có ước mơ gì cho cái ngành nghề của mình? Ước mơ của Lâm ngày xưa là một người mẫu ảnh. Rồi tại sao lớn lên mình làm diễn viên hài ạ? Tại vì môi bự quá thì mình không có đâu chịu. Còn Búca, bạn hồi lúc nhỏ bạn ước mơ làm cái gì? Nhỏ cỡ nào anh? Nhỏ kiểu ngày xưa ở một nơi đồng quê Bắc Ngát ở Đồng Tháp đó. Dạ, nơi đó thì cái thời tuổi đó thì em mơ làm cô giáo. Xong rồi lớn lên một chút xíu nữa thì tới khoảng cấp 3 thì em không còn ước mơ làm cô giáo nữa. Tại sao vậy ạ?
Không biết, tự nhiên không còn ước mơ nữa thôi. Em ước mơ làm tiếp viên hàng không. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hình như dạ, thi phải không? Em có thi vô trường học viện hàng không đàng hoàng khối D nha. Và rớt. Thi đại học mà thiếu 2 điểm, hơi nhiều ha. Thôi thì bạn không có diễn hài trên máy bay, thì bây giờ bạn diễn hài trên TV cũng được rồi. Dạ. Ủa là sao ạ? Tại anh được sẽ thấy bạn là một cô gái rất là hài hước và duyên dáng. Cho nên là bạn không có thể hiện được điều đó trên máy bay, thì bạn sẽ thể hiện được điều đó với tư cách là một diễn viên hài. Nói gì bạn có hiểu chưa ạ? Dịch lại Tường Tăng ơi. Không mà đoạn này em thua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3. Theo khảo sát 100 người, theo họ, nghề kỳ cục nhất trên thế giới là nghề gì? A. Ngửi mùi cơ thể. B. Nhồi khách lên tàu điện ngầm ở Nhật Bản. C. Ôm ấp vỗ về người cô đơn. Các bạn, tại sao lại chọn B ạ? À? Cái này là Huy nhớ lại là hồi lúc mà học cấp 3 thì Huy có đi giao lưu văn hóa ở Nhật. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là với người Nhật Bản thì họ là những người có một cái cuộc sống mà khi mà đi trên tàu điện ngầm thì họ rất là sống riêng lẻ, mình họ không muốn quan tâm mọi người xung quanh. Cho nên cái việc mà mọi người xung quanh mà có ai đó đụng vào người của họ là một cái điều họ cảm thấy rất là khó chịu. Và Huy nghĩ là nếu như khảo sát 100 người thì cái việc mà một ai đó nhồi họ lên trên cái tàu điện ngầm cho đúng với cái lượng xe đó là một cái điều nó rất là kinh khủng. Huy nghĩ đó là lý do Huy chọn câu B. Đồng đội à, và cả đồng đội bên kia. Mọi người có đọc kỹ câu hỏi không ạ? Ngửi mùi cơ thể, nhồi khách lên tàu điện ngầm ở Nhật Bản, ôm ấp vỗ về người cô đơn. Thì khi đưa ba đáp án này, theo như bản thân tôi sẽ chọn ngửi mùi cơ thể là một cái nghề kỳ cục nhất. Hiểu hiểu. Cũng như là hiểu, riêng hiểu. Bạn sẽ chọn là ngửi mùi cơ thể ạ. À. Với đội Tuyền Tăng và Dương Lâm, các bạn đều đồng nhất chọn C. Anh chọn cái nào vậy? À, C hả? Anh Lâm thì chọn C, còn em lúc chọn vẫn phân vân giữa C và A. Tại vì em thấy ôm ấp vỗ về người cô đơn như là nó có giống cái như là một đó, cái nghề là bác sĩ tâm lý vậy đó. Với cái quyền lực, quyền năng của tôi trong chương trình Bí Kíp Vàng, tôi cho các bạn thay đổi đáp án, thì các bạn có muốn thay đổi không ạ? À, không. Cả hai đội đều chọn là đồng lòng. Chúng ta sẽ cùng xem một đoạn clip để biết về đáp án của cô ba nhé. Đẩy người lên tàu điện ngầm ở Nhật hả? À, chen chen vô đó. Ủa, còn nghề ai làm? Ai làm nghề đó? Đó, là những nhân viên. Thật ra là tại sao mấy người này làm cái việc này? Công việc này là chỉ đơn giản rằng là để giúp cho tàu chạy đúng giờ thôi. Với cái đáp án này thì chúng ta có tới 40% người đồng tình. Thì thật ra là ngửi mùi cơ thể. Những cái người mà người ta kiểm tra về nước hoa đó cũng là những người mà ngửi mùi về cơ thể nha. Chị xin lỗi em. Không sao ạ. Sau 3 câu hỏi của vòng 1 và vòng 2, đội Tuyền Tăng và Dương Lâm, các bạn hiện tại đang có 4.000 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Đội Quang Huy và Buka, các bạn đang có 7.000 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là đội Quang Huy, các bạn sẽ có một ưu thế hơn là được trả lời trước trong vòng 3 của chương trình Bí Kíp Vàng. Và trước khi đến với vòng 3, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Quý vị ơi, đừng đi đâu nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Bí Kíp Vàng. Ở đây chúng ta sẽ có 7 chiếc rương. Nếu bạn trả lời đúng một câu hỏi, bạn sẽ được mở một chiếc rương ra. Có 5 chiếc rương có giá từ 1 tới 5 triệu. Và có 2 chiếc rương đặc biệt là nhân đôi và chia đôi. Wow. Cái công việc của bạn chỉ cần trả lời đúng là bạn sẽ được mở. Còn nếu bạn trả lời sai thì quyền trả lời sẽ thuộc về Tuyền Tăng. Ok, rồi hiểu okay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Theo khảo sát 100 người, điều họ hạn chế khi làm việc tại công sở là gì? A. Yêu người cùng công ty. B. Vay tiền đồng nghiệp. C. Nói xấu sếp. Vay tiền đồng nghiệp. Cái gì dính đến tiền bạc dễ tan vỡ. Huy nghĩ là đáp án C. Nói xấu sếp. Đúng rồi. Đáp án chính xác của chúng ta là C. Yeah. Đó là nói xấu sếp chiếm tới 48% người đồng tình với bạn. Bây giờ bạn chọn số nào ạ? Huy chọn cái gần Huy nhất. Bây giờ chúng ta sẽ mở số 1 lên nhé. 3, 2, 1. Chơi luôn. Oh. Vui mừng quá, khôn xiết quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Khung giờ vàng khi chụp ảnh ngoài trời là mấy giờ? A. Từ 6:30 đến 7:30. B. Từ 8:30 đến 9:30. C. Từ 14:30 đến 15:30. C. Học B, học C á. Đáp án của em là đáp án
B. 8:30 đến 9:30. Dạ, đáp án B, đáp án cuối cùng của Huy. Và B là đáp án không chính xác ạ. C đúng không ạ? Đáp án chính xác của chúng ta là A. A. 6:30 đến 7:30. Sớm gì không ai chụp đâu. Cái đó là họ muốn chụp bình minh á. Thật ra là vào thời điểm này thì mặt trời ở ngang đường chân trời và sẽ tạo ra một không gian với tông màu trầm ấm. Đó. Do đó nếu chụp ảnh vào khung giờ này sẽ dễ dàng có được một bức hình đẹp. Kiểu mặt trời mới lên nó to. Yeah. Rất tiếc bây giờ bạn phải về chỗ rồi ạ. Dạ, yeah, cảm ơn rất nhiều. Mời Trần Tăng. Cơ hội của bạn là đây chứ đâu. Trần Tăng đến với câu hỏi của bạn nhé. Yeah. Để tạo lớp bọt mịn màng hấp dẫn trên những tách cà phê cappuccino, food stylist thường làm gì để có những tấm ảnh đẹp? A. Đánh bông tách cà phê để tạo bọt. B. Sử dụng bong bóng xà phòng. C. Đánh hỗn hợp trứng gà và keo dán sắt. Em nghĩ là B. B. Em lại nghĩ là B à. B à. B là sử dụng bong bóng xà phòng. Theo như em thấy thì cái bọt xà phòng nó mau tan lắm, nó sẽ không để giữ lâu mình chụp hình được. Trứng gà nha, thì khi mà mình đánh bông lên á thì nó rất là bông, nó bông mỗi lần mình làm bánh á nó bông lên bong bóng á. Keo dán sắt chắc là một mẹo gì đó để mình bỏ vô để giữ cho nó, mình bỏ ít chứ không phải là đổ nguyên một chai keo dán sắt vô nha, chỉ bỏ một giọt hay là hai giọt vậy đó. Đánh để cho bông nó giữ cái bông đó đó. Hợp lý anh à. Xà bông đi em, tại vì xà bông trong cái bong bóng nó có một cái gọi là cái cầu vồng á, màu này màu kia đó, nhiều khi nó đẹp hơn. Khi mà anh đưa ra cái luận điểm như vậy thì bên đây có vẻ hợp lý hơn. Tại sao lúc đầu bạn chọn Dương Lâm mà bạn không tin tưởng Dương Lâm? Ủa cái này là trong đội mình có quyền trao đổi ý kiến chứ anh nhỉ? Đúng không? Vậy là dạ. Bây giờ đáp án cuối cùng của bạn là C. Đáp án của bạn là đánh hỗn hợp trứng gà và keo dán sắt. Đây là một công việc cho người food stylist là họ để làm những cái bức hình thêm đẹp. Thì đáp án chính xác của chúng ta đó chính là B. Là đáp án chính xác, sử dụng bong bóng xà phòng. Vừa lòng chưa? Bạn chọn người ta làm đội trưởng, bạn phải tin tưởng người ta luôn á. Hai đội vào sân khấu chính ạ. Sau 3 vòng thi đấu tại Bí Kíp Vàng thì đội Buka và Quang Huy các bạn có 10.000 điểm. Đội Dương Lâm và Tuyền Tăng các bạn có 4.000 điểm. Yeah.